Hello các bạn, lại là một ngày trễ đấy nha mọi người. Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Cường Vlog. Thì hôm nay cái món mà mình muốn giới thiệu với mọi người á là cũng hôm nay là thuộc về món gỏi nha mọi người. Gỏi nha, nguyên liệu của nó bao gồm là có bắp chuối, bông súng với lại bò, nhưng mà mình không biết cái món này là món gì nha mọi người. Thì hôm nay chúng ta này mình làm nha mọi người, cùng xem nha. Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ con dâu mình nó long thể bất an rồi, giờ mình mới thay mặt con dâu mình làm thấu bò bắp chuối nha mọi người. Đây là món ăn dùng quê dân dã mình mọi người. Đây, thấu bò bắp chuối với lại bông súng. Đây là rau thơm mình đã sơ chế rồi. Đây mình sẽ xào bắp bò mọi người. Mình xào bắp bò rồi cho thơm xong xuôi mình trộn bỏ lên sau về lại rau thơm nữa. Đây mọi người, bây giờ mình đã phi, đây là củ hành tím với lại tỏi phi. Giờ đây mình bắt đầu mình xào bắp bò. Tại vì bóp thấu này tùy theo mỗi vùng miền nha mọi người. Mỗi một vùng miền người ta làm có thể sẽ không giống nhau đâu. Mỗi một vùng miền người ta làm có thể không giống nhau nha mọi người. Thơm quá. Ở đây mình sẽ nêm phụ gia một chút xíu nha mọi người. Chút thôi, không cho mặn lắm. Đây, nước mắm vô chưa? Chút xíu đường, nước mắm hồi nãy là nước mắm đó. Đây một chút xíu đường. Nhiều bột ngọt nha bạn. Bột ngọt nha mọi người. Rồi hạt nêm không mẹ? Không cần đâu con. Mọi người cho nó chín xong á, mọi người phải để cho nó hạ hơi nóng một chút xíu mới đổ lên. Tại vì gỏi này mình cần cái độ giòn á mọi người. Khi mà nó nóng quá mọi người đổ lên thì nó sẽ mất đi cái độ giòn của gỏi. Phải cho nó hạ nhiệt một chút xíu rồi mới đổ lên. Mọi người thấy ngon chưa? Thấu này là chỉ sử dụng tới bắp bò thôi nha mọi người, chứ không có sử dụng thứ khác. Đây các bạn, thì cái chảo bò bắp bò xong các bạn, thì mình sẽ chút lên đây đặng mình ấy nha, trang trí đặng mình mời các bạn ăn nha. Đào phụng cho mẹ.
Cái này là rau thơm mình không có sắc ra nha mọi người, tại vì sắc ra nó sẽ bị bầm. Mọi người thì cũng chuẩn bị bữa cơm tối nữa nha bạn. Thì mình sẽ mời bạn ăn nha. Và đây không thiếu phần nước chanh nha mọi người. Đây là nước cốt chanh. Hello các bạn. Chào mọi người nha. À, thì nói chung là cái mâm bò bớp thấu trời thấu đất của bạn mình đã xong nha mọi người. Thì trời cũng đã khuya các bạn. Thì dạo đây là nó nhiều lý do cho nên mình làm ẩm thực nó hơi tối, nó khuya tí các bạn. Thì không để bà này lâu. À quên nữa, đây có cái mắm đấy mọi người. Ai thích chấm thì chấm, không thích thì thôi nha. Trong cái thành phần của cái mâm này là có bắp chuối nha mọi người. Mà bắp người bắp gọi là hoa chuối á, với bông súng, với bắp bò nha các bạn. Đó, với đậu phộng rang, rồi rau thơm các kiểu. Thôi mời bạn ăn nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người ăn cơm không nha. Cái gì cái chứ không thiếu phần con dạo tím Tây Bắc nha mọi người. Để nói tới mức đó vẫn còn đứng lại phải nói cho bằng được hết luôn á. Nhưng chưa đi lên là biết là phải đi lên liền. Ta lên tiếng nó nói. Đang quay, nó phải khác. Đừng cứ nghĩ nhỏ hả, nghe lồng lộng á. Thì biết rồi, cái khúc đó là phải cắt rồi, nhưng mà trong đường nó nộ để đó là con nó tự nó khác, nó nói xong nó trở nên thịt bực. Đi, không quay nữa. Ăn thôi. Ăn con lên rồi. Không có rồi. Hết bảo giờ nóng rồi đó.
Dạ, chị nhất. Đây nữa bạn, ra dần ra đây, chứ nó bắt sơn chế dần lên tới cái mỏ mà. Đó. Em mấy bị đó, em mấy ăn từ mì đó mọi người. Qua thằng sạch là thật không ạ? Làm thì ra không lòng tâm ở giữa không biết thằng không gì. Sạch là thật. Ôi trời ơi. Làm ẩm thực các bạn rửa thịt hay là cá rồi các bạn phải rửa cho sạch là thật nha. Nói lộn có một câu nó ngạo hoài mọi người. Tức ghê á. Út còn lộn mà. Nuôi các người mẫu nhau nữa.
bên kiểu cắt không biết cắt cái gì. Cảm ơn á. Cái này đổi đi xuống. Hôm nay ăn một góc này nữa nè. Tối ăn nó mẹ ăn một góc này quá. Thật là mang góc ra đánh. Con ăn rối được nhiêu không? Trời ơi, làm mấy cái ẩm thực các bạn. Mấy bạn mà người nước ngoài á, làm ẩm thực mà làm gì giống như thịt kho tàu mà các bạn, thịt kho trứng á. Quá trời đàm ra mâm mà ăn, không ăn thấy mê thì có thịt mỡ luôn. Nhiều mấy anh chị trong nước như ngoài nước á, làm YouTube nào các bạn, mà ăn những cái phần ăn mà mình thấy mình không dám ăn thật sự luôn. Mình biết về đồ sống nha bạn, đồ sống mình thật sự không dám, mình không có dạ ăn miệng các bạn. Thì mấy cái đồ sống thì ăn được thì người ta mới làm, nói chung là không có ảnh hưởng gì về sức khỏe, nhưng mà không phải đảm bảo cho tất cả nha, có người được có người không nha bạn. Còn riêng mình thì mình không có thể nào hiểu cười mà chơi giống như ta hửi. Thì cái bữa cơm gia đình mình cùng với bò gấp thối cũng xong nha bạn. Thì nói chung cái mâm nó to quá cho nên mình ăn được như mình ăn. Thì cũng kia rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem video thấy hay cho mình lượt like, lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ gia đình vợ chồng mình nha. Thì để mình có thêm động lực mình ra những video tiếp theo hay hơn các bạn, nhớ đồng hành cùng vợ chồng mình nha bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ, ăn lành, hạnh phúc, ngủ ngon nha. Bye.